ngàn xưa Tống Kim tranh hùng võ lâu, vượt ngàn dân xa với chi trai tung hoành thiên hạ. Người giao tranh đẫm máu nơi biển kinh, chiều mục sử phong ba bao lửa chôn thành đồ. Từ Nga Mỹ cái bao năm độc đường môn, thập tại tông sư chiếu lông ngang dọc mây trời. Kia thiên vương thiên nhân hay võ đạo. Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhá. Mình lại tiếp tục review cho anh em về phiên bản Võ Lâm Hồi Ức Mobile. Phiên bản này là phiên bản Sơn Hà Xã Tắc kết hợp giữa đồ xanh và đồ tím anh em ạ. Nó mới ô bình 19 giờ tối qua anh em ơi. Và khai mở hai server, đó là Kim Sơn và Vật Sơn. Hiện tại mình đang chơi ở máy chủ Kim Sơn anh em ạ. Hiện tại đang cấp độ 58 rồi. Và đây là mình đang mắc XP rồi anh em ơi. Mình không đi trên là nó sẽ không lên nhảy XP nữa. Thì khi mà anh em đi trên mà mắc tối đa XP như thế này, anh em muốn lên cấp thì anh em phải làm như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái chức năng, nó sẽ giúp anh em lên cấp khá là nhanh. Đầu tiên anh em sẽ mở cho mình cái cuốn cẩm lang lên, sau đó anh em sẽ ấn vào cái hồi ức mobile, sau đó nó sẽ có một cái điểm danh hàng ngày này. Thì anh em nhận cho mình cái điểm danh đó, thì anh em ấn vào thì nó sẽ được cần câu, cái mồi để anh em câu ấy. Đây, mình sẽ bắt đầu là nhận cái điểm danh. Rồi, khi mình đã nhận xong cái điểm danh rồi thì anh em sẽ nhận được cái mồi câu như thế này. Và để câu được cá thì anh em phải làm như thế nào? Anh em phải mua cho mình cái cần câu. Ở đây mình mua khá là nhiều rồi, mình mua nhiều quá, mình mua 5 cái liền. Đây, anh em sẽ đến thằng LBC Hàng Rong ở tất cả các thành thị nhá. Anh em ấn cái kính núp này lên, sau đó anh em sẽ ấn đến LBC Hàng Rong này. Rồi anh em sẽ đến để anh em mua cho mình cái cần câu với giá là 20 vạn lượng anh em ạ. Mất 20 vạn lượng nhá. Đây, anh em sẽ chọn là BC Hàng Rong này. Đấy, thì anh em mua cho mình cái này. Ở đây thì mình mua nhiều quá rồi, mua mất 20 vạn lượng rồi. Sau đó là khi anh em mua xong thì anh em sẽ đến cho mình cái chỗ Dương Châu. Chỗ này hồ nước này, đây hồ nước này. Để anh em câu nhá. Mình sẽ câu cá ở đây. Anh em sẽ đứng ở đây anh em câu. Đấy, câu cá này thì anh em sẽ kích vào cái cần câu để anh em câu. Đây, nó sẽ được XP nhá anh em, nó sẽ được XP cho anh em này. Ví dụ như là mình mở lên cho anh em xem, nó sẽ nhảy cho anh em cái XP đấy. Khi mà anh em mắc cấp rồi thì mắc cái XP hàng ngày anh em trên rồi thì anh em cố gắng đi tham gia tính năng câu cá này để anh em lấy cho mình được thêm XP. Nó lên cũng khá là nhiều đấy, nó lên cũng khá là nhiều luôn. Đây là một cái tính năng cũng khá là hay đấy anh em ơi, để giúp cho anh em game thủ có thể là up cấp một cách dễ dàng nhất. Đấy, anh em thấy không, mình lên được 88k XP này. Và hiện tại là cái account này của mình nó đang bị lỗi mẹ cái nhiệm vụ 2x của môn phái, làm xong rồi mà nó lại đéo được anh em này, cay vãi luôn. Đây đây đây, cái nhiệm vụ của mình nó đang là cái nhiệm vụ đường môn này. Đây, hoàn thành 100% rồi mà của mình lại chưa trả được nhiệm vụ, cay quá. Đó, anh em câu ấy thôi. Câu cá là chẳng may anh em ra được cá chép hay là cá tôm gì đó, cá mực gì đấy thì anh em đổi, anh em sẽ được nhớ rất nhiều XP. Đó, anh em thấy không? XP nhảy rất là nhiều luôn. Đó, đấy là mình đã hướng dẫn cho anh em khi mà anh em mắc cái kinh nghiệm hàng ngày ở trên cái cột dưới này. Thì anh em sẽ đi tham gia tính năng câu cá nhá, tại Dương Châu. Anh em nhớ nhá. Đó, mình sẽ hướng dẫn cho anh em tân thủ để anh em cày cấp những rất là hiệu quả luôn. Đây là một cái clip để hướng dẫn anh em câu cá, sẽ có clip hướng dẫn anh em lên XP nữa. Ok, anh em thấy clip này bổ ích cho thường xem nút like và đăng ký kênh nhá. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo, bye anh em.